Trường hợp một người đi rừng, đi suối về bị lơ ngơ, khờ khờ có một số nguyên do sau đây. Có thể lúc ấy người ta được đến những nơi vui vẻ, có nhiều cảnh đẹp, có nhiều sự lý thú lạ kỳ nên thần thức người ta được các phần linh thể ở đó rủ đi chơi. Sau đó thần thức người ta bị lạc hoặc do ham vui quá mà quên trở lại thân xác mình. Từ đó họ dần mất đi một phần hồn phách, một phần ký ức về bản thân nên họ quên mất một số việc, tự nhiên trở nên lơ ngơ, láo ngáo. Có trường hợp do thần thức họ lỡ nhìn thấy một việc xảy ra quá sức tưởng tượng, thần thức kinh hãi nên bị tản thần, tức là một phần thần thức bị văng ra khỏi thân xác, làm cho họ không còn tỉnh táo như bình thường. Cũng có trường hợp trong lúc đi rừng, đi xuống như thế, người ta lỡ có hành động hoặc phát ngôn, hay đơn giản hơn là phóng ra những ý niệm bất thiện xúc phạm đến chư linh thể cư trú nơi ấy. Việc này khiến chư linh ấy tức giận nên muốn hành xác, tác động làm thần thức tâm trí người đó bị lơ ngơ. Có khi lỡ đi nhầm vào vùng có năng lượng rất xấu, không phù hợp với năng lượng tinh thần của người đó. Việc này cũng làm người ta bị tổn thương tâm trí nên lơ ngơ. Còn trường hợp nữa, nguy hại hơn là đi vào nơi có tà linh tinh quái cư ngụ. Họ thấy thích nên bắt đi một phần thần thức làm âm linh dưới quyền họ. Việc bắt một phần hồn này không làm người ta chết, nhưng không còn tỉnh táo, không còn nhớ nổi mình là ai. Phương thức tương tác, hóa giải. Khi gặp các trường hợp kể trên, thân nhân của nàng giả nên hồi hướng về nơi họ đã từng đi chơi qua, rồi viết đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của nàng giả ra giấy, đặt vào bát hương trong nhà người đó. Sau đó liên tục trì kinh cầu an, tùy tôn giáo nào thì đọc kinh tôn giáo ấy và gọi tên người đó về nhà. Có thể cầu nguyện với các đấng thiêng liêng mà họ tín ngưỡng thờ cúng, đồng thời ăn chay và hành thiện nghiệp để quá trình hóa giải được thành công viên mãn. Làm nước thanh tịnh thủy để lau rửa mặt, tắm rối từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Công thức của thanh tịnh thủy gồm 1 lít nước trắng đun ấm, 1 muỗng canh muối trắng, 1 chén rượu trắng hoặc giấm nuôi, vài giọt dầu sức, 9 cây lá và 9 cây gai của bất kỳ loại cây nào. Khi lấy lá và gai, nhớ nói với cây ấy rằng cho mình xin lá và gai để cứu giúp người giải nghiệp, không quên cảm ơn bạn cây ấy. Làm càng sớm khi vừa phát hiện tình trạng lơ ngơ của người đó thì càng có nhiều khả năng trị dứt hoàn toàn.